Chương 23. Thừa kế theo pháp luật. Điều 649. Thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật. 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây. A. À, không có di chúc B di chúc không hợp pháp C những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc cơ quan tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế D những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản 2 thừa kế theo di chúc cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây A. Phần di sản không được định đoạt trong di chúc. B. Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật. C. Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Liên quan đến cơ quan tổ chức được hưởng di sản theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Điều 651 Người thừa kế theo pháp luật một Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây A. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết B. Hàng thừa kế thứ hai bao gồm Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. c hàng thừa kế thứ ba bao gồm cụ nội cụ ngoại của người chết bác ruột chú ruột cậu ruột cô ruột dì ruột của người chết cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột chú ruột cậu ruột cô ruột dì ruột chắc ruột của người chết mà người chết là cụ nội cụ ngoại. hai những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Điều 652. Thừa kế thế vị Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản, thì chắc được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắc được hưởng nếu còn sống. Điều 653 Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi mẹ nuôi và cha đẻ mẹ đẻ con nuôi và cha nuôi mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của bộ luật này. Điều 654 Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dưỡng mẹ kế Con riêng và bố dưỡng mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con, thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của bộ luật này. Điều 655 Việc thừa kế trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung, vợ chồng đang xin ly hôn hoặc kết hôn với người khác. Một Trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại, mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. 2. Trường hợp vợ chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. 3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản. Chương 24 thanh toán và phân chia di sản. Điều 656. Họp mặt những người thừa kế. 1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây: a. Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền nghĩa vụ của những người này nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc. b. Cách thức phân chia di sản 2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản. Điều 657. Người phân chia di sản. một, Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra. 2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật. 3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận. Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây. 1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng. 2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu. 3. Chi phí cho việc bảo quản di sản. 4 tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ, 5, tiền công lao động, 6, tiền bồi thường thiệt hại, 7, thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước, 8, các khoản nợ khác đối với cá nhân pháp nhân, 9, tiền phạt, 10, các chi phí khác. Điều 659. Phân chia tài sản theo di chúc. 1. Việc phân chia tài sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản. Nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. 3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ, đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản. Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật. 1 khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải giành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng hai những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia tài sản bằng hiện vật nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật. Nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia. Điều 661, hạn chế phân chia di sản. Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó, di sản mới được đem chia. Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình bên còn sống có quyền yêu cầu tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 3 năm kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn 3 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ, thì có quyền yêu cầu tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 3 năm. Điều 662 Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế. một Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 2. Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế trừ trường hợp có thỏa thuận khác